Bài thí nghiệm đo chiết xuất của không khí bằng dao thoa kế Mikanson. Mục đích của bài này là giúp hiểu được nguyên lý hoạt động và sử dụng thành thạo bộ thí nghiệm dao thoa kế Mikanson và xác định được chiết xuất của không khí dựa trên sự thay đổi quang lộ của chùm tia sáng. Để tiến hành thí nghiệm này, chúng ta cần sử dụng dụng cụ sau đây. Đó là một bộ dao thoa kế gồm có một màn quan sát, một cái gương phẳng M2, một gương bán mạ rê, một thấu kính hồi tụ, một cái gương điều chỉnh M1 và các ốc vít điều chỉnh nằm ở phía sau gương, một cái thước van me và một nguồn laser, một cái bình chân không và một bơm hút chân không, một cái bề quay. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành các bước làm thí nghiệm. Trước tiên ta để giá dao thoa kế nằm ở lên bàn thí nghiệm sao cho thước van me hướng về phía của chúng ta. Khi đó ta bố trí đèn laser nằm ở phía bên trái và vuông góc với giá của dao thoa kế. Tiếp đến ta gắn một bơm hút chân không vào bình chân không và gắn tất cả gắn vào một bề quay. Khi đó ta gắn bề quay vào giá của dao thoa kế. Ta điều chỉnh các gương rê và gương và bề quay để thu được hai tập hợp điểm sáng ở trên màn quan sát. Lúc đó ta dùng các ốc vít điều chỉnh để làm sao cho hai tập hợp điểm sáng này trùng nhau. Khi hai tập hợp điểm sáng này trùng nhau thì chúng ta sử dụng các ốc vít, hai ốc vít này điều chỉnh để hai điểm sáng đó tạo thành một hệ vân giao thoa. Vân giao thoa ở trên màn quan sát thì ta sẽ dùng bơm để hút không khí ra khỏi bình chân không lần thứ nhất. Khi đó ta sẽ đo áp suất P1 lần thứ nhất này và tiếp đến ta sẽ hút không khí ra khỏi bình chân không lần thứ hai. Ta cũng ghi lại giá trị áp suất lần thứ hai này, đồng thời đo số lần hệ vân giao thoa biến đổi ở trên màn quan sát. Ta lặp lại các bước trên 10 lần và ghi lại các giá trị số lần hệ vân giao thoa biến đổi và áp suất P1 và P2.